Dạ, mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng tiếp tục mời quý chú mình xem một clip mới với con tại vườn của anh Bình, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha quý chú. Địa chỉ giao lưu quen thuộc. Hôm nay thì anh mới về một cái lô cây mới, thì con mời quý chú cùng xem và cùng giao lưu với anh ha. Rồi em chào anh Bình. Rồi em mến chào tất cả các bà con đang xem kênh này, thì cũng giao lưu với con những cây bonsai mini và cây tầm trung trung có nhiều con. Cuối clip thì có một số phôi giá rẻ nha. Thì phôi chiếu thủy nuôi gò công. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại em là 0939442212 nha. Thì số có Zalo, bà con có cần hình ảnh gì thì kết bạn Zalo em sẽ gửi thêm. Thì hôm nay là mã chữ G nha bà con. Chữ G đứng đầu. Mã G1 là một cây sam kim song hình. Cây này kim song hình lá nhỏ này thành phẩm mà không còn dây nữa nha. Rất là già cây à. Để đẹp luôn. Rồi em đo thông số ha. Em đo từ cái bộ đế lên nha bà con. Cái mặt đế lên đây. Đó là nó 33. Dạ, rồi, còn cái chiều cao này từ mặt chậu là 40. Cái bộ đế nôm rất đẹp nha. Đây cây này có cái chiều tán dài nó là 59. Đây qua đây. Đây là 49 nha bà con. Ở bên kia thì nó bò dòng theo nó hơi to hơn. Đây kim sông hình. Kim sông hình đó, cốt cành rất là to không còn dây nha. Dạ. Này cực già luôn rồi. Dạ. Cây này bể đế cũ đẹp nha. Quanh vị trí này là 31 nha. Dạ rồi, 31. Ở trên đây eo ngay eo luôn là khoảng cũng khoảng 31 luôn rồi. Đây tổng quanh đế đây là 54. Cái này khi đi thì em sẽ bó bầu cho đi nha bà con, cúc chậu bó bầu ha. Ở mã số G1 em giao lưu bà con giá là 1.600.000, em bao ship toàn quốc nha, 1.600.000. Cây già thành phẩm nha bà con. Không có dây nữa hết. Không còn dây hết. Đế nôm đẹp luôn, đế nôm cũ tròn. Rồi, đã cắt. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi tiếp theo mã số 2. Số 2 là một cây trang đỏ thành phẩm ha. Cây này nuôi khoảng 4-5 năm mà nha bà con mới được như gì ha. Dòng trang này nuôi rất là lâu mới được cây thành phẩm. Xả dày hết đây. Chiều cao cây là 25. Chiều dài tán này là 32. Em đã hoành xong thì em dạ lật cái dàn xương lên. Hoành đây là 12, yếu một tí nha bà con. Tổng hoành đế cây này là 36. Dạ. Đây. Đây dàn xương cây đây không còn dây ha. Chi nhánh rất là già dặn rồi nha bà con, rất là già luôn ha, cốt cành rất là già, nằm chậu này không nha, cây này nó nuôi nằm chậu rất là lâu rồi. Đây mặt đây này ha. Thì cái này em giao lúa bà con giá là 1.000.000, em bó em bao chậu cho mình luôn. Mã số G2 1.000.000 em 1 bao 1.000.000 chậu đẹp luôn nha, chậu đẹp cho bà con mình luôn, giá chỉ 1.000.000 ha, em bao ship toàn quốc ha. Rồi tiếp theo mã số G3. G3 là một cây me cực kỳ đẹp nha bà con. Cây này rất là già cây, phơm tàn thì cực kỳ mịn ha. Cái này nó ra đọt đỏ đỏ, cái này chắc me chua nhưng mà vẫn có đọt đỏ ra nha bà con. Đây. Dạ. Củ thì rất là quái quá, đẹp luôn. Chiều cao cây. Chiều cao cây là 100. Chiều cao cây á là nó 39, chiều dài tán này 51 nha. Dạ. Tàn cứng ngắt nha chú. Tàn tròn, cứng xương vậy. Cái này mà nó lên tỉa, cái lên đọt cái nhìn rất là đẹp luôn. Tổng quanh củ là 40. Quanh thân cây này khoảng 12 thôi nha bà con, vị trí này khoảng 12 thôi nha. Đó thì cái này em giao lưu với bà con có giá là 950.000, em bao phí ship toàn quốc nha. Em bó bầu cho đi, dàn xương đây. Rất là già, to, đẹp nha. Đây, cốt cành này mịn chân rồi, 950.000, em bao ship toàn quốc cái me này nha bà con. Rồi, đỡ cây. Rồi, tiếp theo G4. G4 là một cây chiếu thủy nu gò công luôn. Cây này thì nó tương đối á thành phẩm nha bà con, cũng được 70-80% ha. Cao là 22, chiều dài tán này là 39. Cây này form đẹp, cốt to nha. Rồi cái hoành vị trí này nha, hoành vị trí là 25, để thì để đều hết bốn mặt, củ nở nha, để khoảng 42 nha bà con. Mà cho mình xem đây, tài cành lớn ha, tài cành nuôi luôn, cắt giật không nha bà con, cắt hai nhịp rồi nha. Dạ. Mặt cắt thì không còn. Cái này em giao lưu bà con giá là 1.500.000, em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Mã số G4 nha, 1.500.000, em bao ship toàn quốc. Rồi G5. Dạ rồi. Những cái cây chậu xi măng em sẽ bó bầu đi nha bà con. Đây một cây dán bạc phong chiếu thủy nuôi gò công luôn nha bà con, rất là đẹp luôn. Ba thân ha, một gốc ba thân. Dán bạc phong, cái này lạc lá ra cái nhìn cái dàn xương nó rất là đẹp nha, chi chít đẹp nha. Mặt cắt nó cũng hết rồi ha. Gần hết rồi. Ha. Mặt cắt chủ nó cũng còn chút nữa. Cao gì? Là nó 50. Chiều dài tán em lấy gì nha? 52. Cái đường thân nó nu lúc nó già cây nó đen thui luôn ha, rất là đẹp. Dạ. Này, nhìn cây nó rất là chắc chắn nha bà con. Đây, bể thì nở cũ thì nó cũng có nở cũ ha, anh em chưa khai thác hết. Đen thui luôn. Đen thui luôn. 26, 27 là hoành nha. Có một thân này.
tổng cái gốc này ở đây là 36 nha. Lấy cái đế ngoài này luôn là 52. Ở thì cốt cành đây tay cái em ơi, nhỏ hơn tay cái một tí nha, tay giữa em nha. Đó, như này thì tay cái thật. Đây. Đây nuôi cũng khá lâu rồi nha. Ở cái này thì em giao lưu bà con có giá là 2.3 triệu, em bao ship bó bầu cho đi nha, 2.300.000. Bao ship bó bầu cho đi. Rồi, đỡ cây. Siêu bạc phong. Rồi tiếp theo một cây da đen lá lớn nha, vàng xương bà con mình xem. Đó, cực kỳ to đẹp dày luôn nha. Đó, cái này lên dâm chi rất là dày dặn, cốt cành rất là to, mịn tàn nha bà con. Dạ. Rồi chiều cao cây G6 nha bà con là 54, tán ngang này, tán ngang này nó là 58. Dạ. Em lấy cái hoành vị trí này đi, hoành vị trí này khoảng 23-22 nha bà con. À, tổng quanh cái cụm này, tổng quanh cụm này 78. Cây này à, em chờ những cái chi này bà con giờ có thể mình cắt cũng được ha, không cắt thì cứ việc để gì ha. À, yeah. Thì à, cây này em bó bầu cho đi, em giao lưu với bà con có giá là 2.2 triệu, em bao ship toàn quốc 2.200.000. Cốt cành đây rất là to luôn, cây này đáng sưu tầm về mình chơi nha bà con. Ở dòng này mà nuôi tới cốt cành gì cũng mười mấy năm mới được gì nha. Ở mã số G6 không còn mặt cắt ở trên đây nữa nha. Đích không hết rồi. Mặt cắt luôn. Dạ hết rồi. Này bó bầu cho đi nha bà con. Dạ. À, rồi đợi cây. Tiếp theo G7. G7 là một cây phơm tán đa thiên nhiên. À, cây này gốc đế đẹp nha. Phơm tàn ẩm rồi nha. Cây này lên lá nhìn rất đẹp nha bà con. Cao như gì? 34. Cái này mình làm cái đỉnh lên cái là xong rồi nha. Ngang như là 48 nha. Dạ, anh rút trừ heo thôi chú ha. Này rút trừ heo thôi, về cho bà con mình rút lại. Đây 25 là hoành vị trí này nha. Nghe eo luôn. Ở vị trí này thì nó khoảng 32. À, cái củ đế đây. Đế ở đây thì 50 thì đế nó đều rất là đều luôn. À, cây này khá là duyên cây. Ở mã số G7 em giao lưu bà con giá là 1.300.000, em bao ship toàn quốc nha. G7 nha bà con. À, cây khá là duyên và đẹp nha. Đó, 1.300.000 em bao ship cho bà con mình luôn. Dạ. Đó, mã số G7. Cái này thì em bó bầu cho đi nha. Đó, em bao ship mà em bó bầu nha, em không có ship chậu nha bà con. Dạ rồi. G8 ở một cây sam hương. Hai lần rồi, hai ba lần rồi. Chưa có xong giá anh ha. Chưa xong giá chưa cho đi. Cái này to, phí ship cao lắm chú ạ. Cái này tiền ship gần cả triệu rồi nha bà con. Dạ. Đó. Thì cây sam hương Đài Loan này là cây gốc là gốc cách. Ở nhánh sam hương ghép này cũng khoảng 6-7 năm rồi, gần cả chục năm luôn rồi bà con ơi. Rất là lâu rồi, cái này ghép rất lâu rồi. Dạ, bẻ cành rơi heo chú. Cành rơi rất đẹp. Nhưng mà phân rất là rõ nét. Chiều cao của cây, chiều cao cây là 138 nha. Dạ. Tán ngang này 98. Ở đế thì đều đẹp nha. Đế thì đều đẹp. Hoành ở đây 46 nha bà con. Thì lưu ý có những cái vết tác da. À, những vết tác da và vết lũa nha. Dạ rồi. À, dòng này thì nó phải có lũa nha bà con. Đa phần nó ít có cây được nguyên vẹn ha, ít lắm. À, thì ghép những cái nhánh sam hương này vô này cũng khoảng rất là lâu rồi. Ở này thì chỉ cần ra lá côn tỉa nó lên dần tự mịn là mình chơi đẹp, rất là đẹp luôn. Cái này không còn dây kẽm nữa nha. Ở thì cây sam hương này em giao lưu với bà con có giá là 3.900.000, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. 3.900.000 đồng. Mã số G8 nha bà con. Rồi, đã cây. Dạ, 3.900. Đây, tiếp theo mã số G9. G9 thì em có một cây kim giòn. Vàng xương đây. Kim giòn, kim giòn. Cao như gì là 25. Tán ngang này là 29 nha. Cây này thì thân già nó nút không còn mặt cắt nữa nha. Hoành đây là 17. À, tổng hoành đế này khoảng 40. Cây kim giòn này thì nó còn một cái phần đuôi này nha. À, một phần đuôi này à, nữa là xong nha. Phần trước này thì bà con xem cốt nó đây. Làm rất là đẹp, cốt to ha. Này lên san hô hết nha. Này khi đi thì em bó bầu cho đi. Cây này thì em giao lưu bà con giá là 700, em bao ship toàn quốc nha. Bầu cho đi nha. Rồi, dạ, đổi cây. 700. Rồi, cây này cũng đồng giá là 700, cũng là kim giòn luôn. Đó, cái này cong đẹp nha bà con. Chiều cao cây 33, chiều dài tán này đó là 36. Hoành vị trí này là 18 nha. Đó, hoành cũ nó khoảng 28 nha. Đó, hoành đế đó. Thì cái này em giao lưu bà con giá
700 bó bầu cho đi luôn, em bao ship toàn quốc nha. Rồi đợi cây. Dạ. Mã số G10 nha. G10. G11 nha bà con, là một cây trung nu. Cây này thì cốt cành già, phơm tàn mịn, không còn mặt cắt nha. Đây. Cây dáng trực dốt ngọn ha chú. Cây này trực dốt ha. Trực rất là đẹp luôn. À, lắc nhẹ ha, dáng trực lắc nhẹ nhẹ nha. Cao như gì? À. 56 tán ngang này. 53 già, nhìn rất là già cổ ha. Già rất là đẹp luôn. Đây. Dạ. Trung nu anh ha. Trung nu, chiếu thị trung nu. Ở trung nu mà kiếm gốc như gì ha, cũng ít nhưng mà con nó già. Cái này được, nó quá già luôn. Hoành vị trí này là 30. Xích dưới cổ đế là 36 nha. Tổng hình đế này là 83. Ở thì cái trung nu này em giao lưu bà con giá là 2,5 triệu, em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. 2,5 triệu em bỏ bầu cho đi nha bà con. Mã số 11 nha, G11. Rồi đợi dạ. Cây G12 ở là một cây nu bà con. Đây, cây này có lên cũng mấy lần rồi nhưng mà cái giá chưa có xong nha, em không có giao lưu được nha. Đó, đây chiều cao cây ở là 33, chiều dài tán này đó là 50. Hoành vị trí này nha, hoành vị trí này đó là 22. Tổng cái hoành bệ, cái bệ này là 45. Mấy bệ này mình cun tỉa thường xuyên thì nó lên san hô luôn nha, nó sẽ sừ lên. Còn cái mặt cắt này á, thì nếu như mình nuôi thì nó cũng sẽ kéo liền luôn. Mặt cắt này dễ kéo nha bà con. Đó, dạ. Nuôi gò công kéo rất nhanh nha. Đó, giá em giao lưu bà con giá 1 triệu em bao ship nha. Mã số G12. Rồi, 1 okay. triệu thôi chú ơi. Tiếp theo G13. G13 hôm nay em có một cây cần thăng nữa nha. Đó, cần thăng hôm nay lên tược lai gai nha bà con. Cần thăng này khá là già, nuôi cốt cành cắt giật nha. Đó, rất đẹp luôn. Chiều cao cây, chiều cao cây này là 63. Tán ngang này là 68 nha. Hoành dạ. Tổng vị trí này ở đây là 41. Hoành đây là 24 nha, 23. Thì cái cây này em giao lưu bà con có giá là 2 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Em bó bầu nha, lưu ý giùm em những chậu xi măng là em bó bầu toàn bộ hết nha. Đó, mã số G13 nha. 2 rồi, triệu đó. Thôi anh ha. 2 triệu rồi, đỡ cây. Tiếp theo G14. Đây, G14 là một cây linh sam cực kỳ già, phơm tàn ấm mịn nha. Đó, mình kiếm những cây già này về sưu tầm mình chơi, nó lên bông thường xuyên rất đẹp nha bà con. Dạ, đó. Khá lâu anh Bình mới lên cái dạng này lại nữa quý chú. Mấy cây này trước quý chú cũng giao lưu nhiều mà. Cao là 48 nha, chiều dài tán này là 60. Hoành vị trí này là 18 gần 19, hoành đế này là 32. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 850.000, em bó bầu cho đi, em bao ship toàn quốc nha. Cốt chủ thì tay cái em chơi rồi, tay cái rồi, cái này chân cái luôn nha. Thì cái này em giao lưu 850, bó bầu cho đi, em bao ship toàn quốc nha bà con. Dạ, yeah, lắc thoáng đẹp hay không chú, 850. Rồi. Rồi mình có một cái cây ngũ phúc này là lại vui chú ơi. Đây thì cây này cũng chưa xong giá cây nha. Cây này thì khỏi phải nói rồi, cây thành phẩm vui chú ha. Không có G15 nha bà con. Mặt cắt không có gì nữa hết. Cây này nói chung là hoàn thiện toàn bộ hết rồi. Cây hoàn thiện nha bà con. Không còn mặt cắt, mặt thẹo hay là một rũ bể gì hết. Cây này ha. Mã số G15. Cái mâm nó rất là dày nha vui chú. Mâm này lắc cái lên san hô rồi. Chiều cao cây từ mặt chậu lên đỉnh nha. 109 tán ngang hai mâm này 98. Yeah. Đó, mỗi một mâm này cái này nó khoảng 46 nha bà con, ở trên đây thì nó khoảng 40. Đó. Đây mua quay cho bà con mình tham khảo ha. Đó. Cái này thì về chỉ cần thay chậu đẹp chơi thôi. Đó, không cần phải chỉnh sửa hay gì nữa hết, không cần vô dây hay làm gì cuôn tẻ lấy bông chơi. Mặt nào mình thích thì mình chân hết chú, cái này nhìn hai mặt mặt nào cũng được hết trơn. Nu nu đây 38 hoành nha bà con. Cái nu này là 65. Đây nè chú, nu bự không ha. Đây cái này già khến, nó nu rất là đẹp luôn. Bẻ thì tay nhạo không anh ha, bẻ thì nó kỹ cổ nhạo. Xưa chú ơi, nhị diện ha, nhị diện ngũ phúc 54 tay với một chóp. Đây G15 này thì em giao lưu bà con có giá là 6 triệu, em bao ship toàn quốc luôn nha. Xương thì cứng ngắc luôn ha chú. Đây à, đó, xương chú mình xem cái dàn xương đó nè. 6 triệu nha bà con, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Xương nu ha, bẻ nhạo, nhị diện, kiện cổ. Rồi, đợi cây. 6 triệu. Rồi, tới những cái cặp phôi giá rẻ nha bà con.
Đấy. Dạ. Này về bà con mình không thích chơi tông cao, cắt lùn xuống, chơi cây lùn cũng được, cắt ngang đây ha. Còn ngang đây thì mình chơi cây lùn tí xíu. Đó, đế thì đẹp rồi, đế có dách sẵn rồi. Này về mình chơi cây văn nhân bà con ơi, dáng đẹp. Tông cao cành rớt xuống nha, ở dáng lạ lạ bây giờ. Chiều cao là 60, à, 2 tính 60 đi nha. Ở mấy cặp này em tính khoảng 60 chiều cao nha. Hoành vị trí này, em lấy chỗ nhỏ thôi, đó là 18. À, ở dưới đây là 28 hoành cũ nha. À, cây này rất đẹp nha. Bà con về mình xử lý lại ha, mình trồng ha. À, to. Đây, cây này nè, vuốt nè, cây này dán trực mà mình chơi trực pin cũng được nha bà con. Mình cắt lên tới còn nhỏ nhỏ ha, mình chơi trực pin ha. Ở đây nó to, nó vuốt dài 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 gọn lại nha. Rất là đẹp cây này. Đó cái hoành cây này. Vị trí này là 21 rồi. Cái đường kính bầu này nè, nó chỉ có 20 thôi. Về cây này về chỉ cần bà con mình vô chậu là mình trồng thôi, không xử lý gì nhiều nha. Hoặc là cải ít đất ở dưới đế nữa cái ha. Ít đất ở dưới mặt dưới cái nơi rồi. Cặp này thêm cho lưu bà con giá 350 em bao ship toàn quốc nha. 350. Dạ. Rồi, cây liên lạc theo chú. Về muốn cắt sao đó tùy mình. Cặp này cũng đồng giá là 350 nha. Đây. Hai cây gọng C nhẹ nha. Đó, dàn nu nút rất là nhiều luôn. Cao là 58 nha bà con. Hoành đây là 22. À, hoành cũ đây là 33. À, cây này thì nó hoành có thể là cũng 20 nha bà con. À, hoành này chắc cả 20. 20 rồi. Đây, hoành cũ cây này thì nó khoảng 35. Cao thì tầm khoảng 55 đi. Em tính 55 đi nha bà con. Một cặp này cũng đồng giá là 350 C10G17 nha bà con. G17. Rồi, đợi cắt. Tiếp theo G18. G18 đúng rồi. Cũng là một cặp nữa nha. Cao như gì à, là 59. Hoành vị trí này là 24 nha. Đây, rất là đẹp luôn. Thân nu nút ha, rất là to nha. Ở những cây này bà con mình có thể mình chơi cây tông cao nha bà con, nhân nhân nha. Cây 60 cao à, nhân dân mình chừa một nhánh tử ở dưới ha, nó già lên cái nhìn rất đẹp luôn. 19 là hoành. Cặp này 350 luôn, em bao ship toàn quốc nha. Mã số G18 nha. Rồi, đợi cây. Yeah, tiếp theo G19 cũng đồng giá là 350, cặp to nha. À, 350.000. Chiều cao cây. À, là nó 62. Em tính đồng cái chiều cao đồng là dạ như nhau đi ha. 23 là hoành nha. Đây những cái mặt cắt này giờ bà con mình xử lý lại, cắt gọt lại ha. Thì một thời gian thì nó sẽ liền mặt cắt lại. Dòng này rất là dễ kéo mặt cắt. 18 hoành nha bà con. Yeah, heo. À, cái cũ ở đây là khoảng 29-30 rồi. 350 ngàn nha. Thì cặp này cũng là cuối clip nha bà con. À, yeah. Cặp này cũng cuối clip ha. Chiếu thủy nuôi gọt công nha. Thì cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Cảm ơn được sự ủng hộ của bà con. Bà con xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Em chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi, con cũng kính chào quý chú ha. Chúc quý chú ngày mới nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại nha những clip tiếp theo.